Đây rồi đây mọi người ơi, mình đã cho cái món cá he kho cà chua ra đĩa đây. Đó, mình kho kiểu này thì cá rất là săn chắc, thơm ngon luôn mọi người ơi. Cá không lo bị nát mọi người nhé. Đây, nguyên con luôn. Ăn rất là thấm vị, ngon cơm. Cách làm thì vô cùng là đơn giản thôi. Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình lại vào bếp làm cái món cá he kho với lại cà chua mọi người ơi. Đây, mình có 3 con cá he này. Rất là tươi ngon luôn, mình đã làm sạch rồi. Đó, còn đây là cà chua mọi người nhé. Cà chua mình sử dụng 3 quả và thái cái dạng hạt lựu như thế này. Đây là cái hành tỏi khô băm nhuyễn này. Đó, còn đây là ớt này, hành lá này. Đây là phần gốc của hành lá mọi người nhé. Rồi, đầu tiên mình cho vào đây một ít cái dầu ăn này. Đó, cho một ít cái dầu ăn vào cái chảo này nhé. Đây, mình sẽ lau cá rồi mình cho cá vào mình chiên sơ qua đây. Mình dùng cái giấy khô mọi người. Dùng cái giấy khô mình lau cho con cá nó hết cái nước. Mình cho vào này là nó đỡ bắn dầu ăn này. Đây, dùng giấy khô thấm cho con cá nó khô cái nước đi. Mình cho vào này là nó không có bắn dầu ăn. Đó, mọi người thấy mình làm đơn giản luôn này, không sợ bắn dầu ăn đâu. Đây, mình chiên thì mình sẽ chiên đều hai mặt nhé. À, mình trở này mình chiên đều hai mặt rất là dễ dàng thôi mọi người. Cái cá này chiên đơn giản lắm, không lo dính chảo đâu. Đây rồi, ok, mình chiên như thế này là được nhé. Đây, nó săn chắc hai mặt, rất là thơm ngon luôn. Mình sẽ gắp ra đĩa nhé. Chiên qua thế này mà đem đi kho thì rất là thơm ngon luôn mọi người. Thơm ngon, cá săn chắc. Đó, cho hết cá ra. Sau đấy mình vẫn sử dụng cái chảo này nhé. Này, sẽ cho hành tỏi khô băm nhuyễn vào này. Cho cái phần gốc của hành lá này. Đây, còn cái phần lá để lại sau mọi người nhé. Đó, cho vào mình phi thơm lên. Phi cho nó thơm phức luôn. Kế đến là mình sẽ cho cà chua này. Đây, cà chua thái múi cao. Cho vào mình xào cho nó thơm lên. Đó, mình xào qua cái cà chua này cho nó thơm ngon lên này, mình kho kho cá. Nói chung là mình không cần phải làm cho nó nhuyễn đâu, mình kho thì mình chỉ cần xào cái cà chua này qua cho nó thơm ngon thôi. Đó, xào qua một lát như vậy cho nó thơm ngon lên này, mình cho cá vào mình kho là nó ngon lắm mọi người. Đó, mình chỉ xào cho nó thơm ngon như vậy là được. Rồi, mình sẽ cho thêm một ít nước sôi mọi người nhé. Đây, mình sử dụng nước sôi này. Đó, mình cho nhiều nước thôi. Và nhiều nước thôi là được. Này, mình sẽ nêm vào đây cho nó vừa cái khẩu vị. Đây, mình cho vào đây nước mắm này. Cho 2 thìa nước mắm nhé. Cho một ít cái bột ngọt này. Cho thêm một ít cái muối ăn. Kho như vậy cho nó đậm đà được cơm. Đây rồi, nó sôi lại. Mình sẽ cho cá vào. Cho cá vào mình kho nhé.
Đây mình sẽ cho cá vào này. Đó, cá mình chiên qua là mình dùng đũa gắp thế này nó cũng không có nát. Rất là săn chắc luôn. Này, cá rất là to đấy. Đó, mình cho vào mình kho. Đấy, nước nó xâm xấp cá như thế này là được thôi. Đây là mình sẽ đậy vung lại mình kho nhé. Đây mình sẽ đậy nắp vung lại. Đậy nắp vung lại mình kho cho nó nước kho nó sệt lại. Đây cái nồi cá he kho cà của mình như thế này là cũng ok đó mọi người ơi. Mình kho như thế này là được đấy. Này, nước kho nó sệt lại. Mình để lại một ít cái nước kho này để chấm rau mọi người nhé. Mình có luộc rau muống ấy. Để ít nước kho này chấm rau muống luộc. Đây, cá kho cà kiểu này ăn rất là thấm vị và thơm ngon luôn. Mình sẽ cho một chút hành lá với lại ớt vào. Đó, cho một chút cái hành lá vào này. Đây là ớt mọi người nhé. Đó, cho một ít ớt vào cho nó the the ăn cho nó thơm ngon. À, rồi mình kho như vậy là được thôi. Để mình tắt bếp mọi người nhé. Tắt bếp để cho cá ra đĩa thôi. Đây rồi đây mọi người ơi, mình đã cho cái món cá he kho cà chua ra đĩa đây. Đó, mình kho kiểu này thì cá rất là săn chắc thơm ngon luôn mọi người ơi. Cá không lo bị nát mọi người nhé. Đây, nguyên con luôn. Ăn rất là thấm vị ngon cơm. Cách làm thì vô cùng là đơn giản thôi. Đó, mọi người trông có ngon miệng không ạ? Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.